Sáng nay ngày 11 tháng 3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã khai giảng lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước về du lịch năm 2024. Lớp học dành cho hơn 200 người là lãnh đạo, chuyên viên phòng văn hóa thông tin, trung tâm văn hóa thông tin, thể thao và du lịch các huyện, thị xã, thành phố, công chức phụ trách công tác quản lý nhà nước về du lịch, ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, lãnh đạo ban quản lý các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Chương trình bồi dưỡng sẽ tập trung vào 5 chuyên đề chính gồm nâng cao hiệu quả công tác thống kê du lịch và hướng dẫn thực hành thống kê, công tác quản lý nhà nước về du lịch, lưu trú, lữ hành, điểm đến, tăng cường quản lý các sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch, nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch, nghiệp vụ tư vấn, hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn du lịch ASEAN, các chuyên đề do các chuyên viên cục thống kê Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, giảng viên trường Đại học RMIT Việt Nam truyền đạt hướng dẫn. Lớp học sẽ diễn ra đến ngày 15 tháng 3.